tại sao? Vì hư không chẳng phải là vật sở tạo, cho nên chẳng thể biến hoại. Vậy thì trong thân ngươi, tánh cứng là địa, ướt nhuận là thủy, hơi ấm là hỏa, lay động là phong. Do tứ đại ràng buộc mà chia cái diệu tâm sáng tỏ của ngươi ra thành kiến, văn, giác, tri, từ vô thủy tạo thành năm lớp ô trượt. Sao gọi là trượt? A Nan, ví như nước trong, bản tánh thanh khiết, và những thứ bụi, đất, tro, cát, bản chất ngăn ngại, thể tánh vốn khác nhau. Bỗng có người lấy đất cát bỏ vào nước trong, làm cho đất mất ngăn ngại, nước mất thanh khiết, thành tướng vẫn đục nên gọi là trượt. Năm lớp ô trượt của ngươi cũng vậy. A Nan, ngươi thấy hư không khắp mười phương thế giới, hư không và kiến tinh chẳng thể phân ra rõ ràng. Hư không thì chẳng có bản thể, tức là ngoan không. Kiến tinh thì chẳng có bản giác, tức là vô minh. Cả hai thứ giao kết lẫn nhau, vọng thành lớp thứ nhất gọi là kiếp trượt. Kiến, văn, giác, tri vốn chẳng ngăn ngại, vì gạt nơi tứ đại nên thành ngăn ngại. Địa, thủy, hỏa, phong vốn chẳng giác tri, vì xoay chuyển theo lục căn thành có giác tri. Các điều đó giao kết lẫn nhau, vọng thành lớp thứ hai gọi là kiến trượt. Lại trong tâm ngươi, tánh tưởng nhớ học tập phát ra tri kiến, dung nạp lục trần. Lìa trần thì chẳng có tướng, lìa giác thì chẳng có tánh. Từ đó giao kết lẫn nhau, vọng thành lớp thứ ba gọi là phiền não trượt. Lại tâm niệm của ngươi ngày đêm sanh diệt chẳng ngừng, tri kiến thì muốn ở mãi trên thế gian, nhưng nghiệp báo xoay dần lại thường dời đổi trong lục đạo. Những điều ấy giao kết lẫn nhau, vọng thành lớp thứ tư gọi là chúng sanh trượt. Tánh kiến văn của các ngươi vốn chẳng khác biệt, do lục trần ngăn cách bỗng thành khác biệt. Tánh biết thì đồng, sử dụng thì khác, đồng và khác chẳng định. Từ đó giao kết lẫn nhau, vọng thành lớp thứ năm gọi là mệnh trượt. A Nan, này ngươi muốn cho kiến văn giác tri kết hợp với tứ đức thường lạc ngã tịnh của Như Lai. Trước hết phải lọc bỏ cội gốc sanh tử, dựa theo tánh trong lặng chẳng sanh diệt của diệu tâm, để xoay các thứ sanh diệt hư vọng trở về bản giác. Được tánh chẳng sanh diệt của bản giác làm cái tâm nhân địa, rồi mới viên thành sự tu chứng của quả địa. Như lắng nước đục trong đồ đựng nước, để yên mãi chẳng lay động. Đất cát tự chìm và nước trong hiện ra, ấy gọi là bắt đầu uống dẹp được khách trần phiền não, gạn bùn hết sạch. Chỉ còn nước trong gọi là dứt hẳn căn bản vô minh. Tướng minh thuần nhất thì tất cả biến hiện đều chẳng gây ra phiền não, và đều hợp với diệu đức trong sạch của Niết Bàn. Nghĩa thứ hai,
Các ngươi nếu muốn phát tâm Bồ Đề nơi Bồ Đề Thừa, sanh lòng đại dũng mãnh, quyết định lìa bỏ các tướng hữu vi, nên suy xét kỹ cái cội gốc phiền não của nhuận nghiệp vô minh và nhuận sanh vô minh từ vô thủy này là ai làm, ai chịu. Lược giải: xét kỹ chỗ phát tâm của nhân địa là để hợp cái nhân, xét kỹ cội gốc của phiền não là để tuyệt cái vọng, vọng đã chẳng vọng thì tức vọng tức chân. Cội gốc của phiền não có hai: một là nhuận nghiệp vô minh, nhuận là thấm nhuần, tức là phiền não của những kiếp quá khứ; hai là nhuận sanh vô minh, tức là khi đầu thai, nơi tình thức sanh khởi yêu ghét đối với cha mẹ. Hai thứ phiền não này vốn chẳng tự tánh. Nếu ngộ biết chẳng tự tánh, thì chẳng có kẻ làm, chẳng có kẻ chịu, ngay đó không tịch, còn ai phiền não? Người tiểu thừa chẳng lìa công dụng hữu vi, cho thật có phiền não cần phải phá trừ, ấy do chẳng biết căn trần là hư vọng. Người đại thừa thì khác, thẳng đến vô thượng bồ đề, chỉ cần xét kỹ nơi căn trần, ai làm ai chịu, bỗng được khám phá, thì căn bản vô minh tức thời tan rã. A Nan, người tu đạo bồ đề nếu chẳng suy xét cội gốc phiền não thì chẳng thể biết căn trần hư vọng đó điên đảo ở chỗ nào. Chỗ còn chẳng biết thì làm sao uống dẹp được nó để chứng nhập quả vị của Như Lai. Cũng như người thế gian, khi muốn mở cái thắt kết, nếu chẳng thấy cái chỗ thắt kết thì làm sao biết mở. Nhưng chưa từng nghe nói hư không bị người ta phá hủy. Tại sao? Vì hư không chẳng hình tướng, chẳng thể thắt và mở. Vậy thì hiện tiền lục căn của ngươi làm mai mối cho giặc, tự cướp của báo trong nhà, vọng thành sự thắt kết phiền não. Do sự thắt kết này nên thế giới chúng sanh tự sanh ràng buộc từ vô thủy, chẳng thể ra khỏi thế gian này. A Nan, sao gọi là thế giới chúng sanh? Thế là dời đổi, giới là phương vị. Nên biết, đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới là giới. Quá khứ hiện tại vị lai là thế. Về phương vị của không gian có 10, về sự lưu chuyển của thời gian có 3. Không gian thời gian cùng với sự dời đổi trong thân của tất cả chúng sanh giao lộn lẫn nhau nên thành thế giới chúng sanh. Tánh giới không gian dù thiết lập thành 10 phương, nhưng phương vị nhất định mà người thế gian có thể rõ được chỉ có đông tây nam bắc tứ phương. Còn phương trên, phương dưới và chính giữa thì chẳng có vị trí nhất định. Tứ phương nhân với tam thế thành số 12, rồi nhân với lớp thứ 3 thành 12 nhân 100 bằng 1200. Nguyên văn có nêu ra 4 lớp: 1, 10, 100, 1000. Tổng quát lại, trong lục căn mỗi mũi có đến 1200 công đức. A Nan, người nên ở trong lục căn xác định chỗ hơn kém của mỗi căn. Như nhãn căn chỉ thấy phía trước chẳng thấy phía sau, ngó qua hai bên thì ba phần chỉ thấy được hai. Tóm lại, công đức của nhãn căn chỉ được 2/3. Vậy biết nhãn căn chỉ có 800 công đức. Như nhĩ căn nghe khắp 10 phương chẳng sót, lúc động thì tựa như có xa gần, lúc tịnh thì chẳng bờ bến. Vậy biết nhĩ căn đầy đủ 1200 công đức. Như tỷ căn ngửi biết khi thở ra hít vào, có ra có vào mà sót khoảng giữa khi ra vào giao tiếp, vậy 3/1, nên biết tỷ căn chỉ có 800 công đức.
như thiệt căn, tuyên dương cùng tột trí thế gian và xuất thế gian. Lời nói dù có chừng ngàn, nhưng nghĩa lý thì vô cùng. Vậy biết thiệt căn đầy đủ 1200 công đức. Như thân căn, ở nơi thuận nghịch sanh ra xuất giác. Khi hợp thì năng giác, có xuất giác. Khi lìa thì bất tri, chẳng xuất giác. Lìa chỉ có một, hợp thì thành hai. Khi lìa chỉ có một năng hoặc một sở chẳng định, khi hợp thì gồm đủ năng sở thành hai. Vậy ba phần thiếu một, nên biết thân căn chỉ có 800 công đức. Như ý căn thầm lặng mà cùng khắp tất cả pháp giới và xuất thế gian trong 10 phương tam thế, cùng tột thánh phàm đều bao gồm trong đó. Vậy biết ý căn đầy đủ 1200 công đức. A Nan, này ngươi muốn ngược dòng sanh tử, trở về nguồn gốc của lưu chuyển, đến chỗ chẳng sanh diệt, thì nên xét kỹ sự thọ dụng của lục căn này. Cái nào hợp, cái nào lìa, cái nào sâu, cái nào cạn, cái nào viên thông, cái nào chẳng viên thông. Nếu ngươi ngay nơi những căn này ngộ được căn nào viên thông, nương theo căn viên thông đó mà xoay ngược dòng nghiệp hư vọng từ vô thỉ, thì so với căn khác hiệu quả gấp nhiều lần, một ngày bằng một kiếp. Này ta đã hiển bày số công đức của lục căn như vậy, tùy ngươi lựa chọn căn nào để nhập thì ta sẽ phát minh, khiến ngươi được thêm tinh tấn. Mười phương Như Lai nơi thập bát giới, mỗi người mỗi chọn một giới, theo đó tu hành, đều được vô thượng bồ đề. Trong đó vốn chẳng hơn kém, vì ngươi nay còn thấp kém, chưa thể phát huy trí huệ tự tại, nên ta khai thị căn viên thông, khiến ngươi từ một cửa đi vào, vào sâu một cửa, đến chỗ chẳng vọng, thì tất cả lục căn đều nhất thời trong sạch. Bạch Thế Tôn, tại sao ngược dòng sanh tử đi sâu vào một căn có thể khiến lục căn đều nhất thời trong sạch? Này ngươi đã tu được quả Tu Đà quả, diệt được kiến hoạt của chúng sanh ba cõi trên thế gian, nhưng còn chưa biết những tập khí hư vọng đã tích chứa trong căn từ vô thỉ. Tập khí ấy phải nhờ tu đạo mới được dứt trừ. Khi đã dứt trừ, tức là đến bậc vô học, chẳng những biết được quá trình dời đổi của sanh, trụ, dị, diệt nơi một chúng sanh, mà còn biết được những hành tướng di tế, niệm niệm dời đổi của tất cả chúng sanh trong đại thiên thế giới. Này, ngươi hãy xét lục căn này là nhất hay lục? A Nan, nếu cho là nhất, thì tai sao chẳng thấy, mắt sao chẳng nghe, đầu sao chẳng đi, chân sao chẳng nói? Nếu cho là lục, như ta nay ở trong hội vì ngươi chỉ dạy pháp môn nhiệm màu, vậy lục căn của ngươi căn nào lãnh thọ? Con dùng tai nghe. Tai ngươi tự nghe, có liên quan gì đến thân miệng? Mà miệng thì hỏi đạo, thân tỏ cung kính. Vậy biết phi nhất thành lục, phi lục thành nhất. Kỳ thật căn ngươi chẳng phải vốn nhất vốn lục. A Nan, nên biết cái căn phi nhất phi lục này vì vọng chấp điên đảo chìm nổi từ vô thỉ, nên ở nơi bản tánh viên thông sinh ra cái nghĩa nhất lục. Ngươi là bậc Tu Đà Hoàng, dù được tiêu lục nhưng chưa diệt nhất. Ví như hư không đặt vào nhiều khuôn hình, do khuôn hình khác nhau nên nói hư không có khác. Nếu trừ bỏ khuôn hình xem lại hư không thì nói hư không là một. Hư không làm sao lại vì ngươi mà thành đồng hay gì, huống chi còn gọi là một hay chẳng phải một. Vậy biết sự thọ dụng của lục căn cũng như vậy.
lược giải.